Trong tập trước, Tiêu Viêm sau khi bại lộ thân phận, bị Phí Thiên và Lôi Tôn giả đòi bắt đi, may mắn được Phong Tôn giả đứng ra bảo kê. Tuy nhiên, để giữ sự công bằng, Tiêu Viêm đành phải một vs một với Phượng Thanh Nhi để giải quyết ân oán giữa hai bên. Đấu đá một hồi thì Phượng Thanh Nhi rơi vào thế yếu, không còn cách nào, nàng đành thức tỉnh huyết mạnh con ông cháu cha, dùng bí kỹ chơi khô máu với Tiêu Viêm. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Khi hơi thở của Phượng Thanh Nhi tăng vọt, thân ảnh của Tiêu Viêm cũng đã hiện lên trên sàn đấu. Khẽ cao mày nhìn người trước mặt, chợt cười lạnh một tiếng, thủ ấn cũng là nhanh chóng thay đổi, thiên hỏa tam huyền biến. Nếu như đã đến bước này, tất nhiên là không thể kéo dài thêm được nữa, phải mau chóng kết thúc thôi. Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời đang bị chấn động bởi đôi cánh phượng của Phượng Thanh Nhi. Một lát sau, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn đôi cánh phượng đó, không hiểu tại sao, hắn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Ngay thời điểm mà Tiêu Viêm cảm thấy nghi hoặc, Phượng Thanh Nhi ở trên bầu trời, hai tròng mắt màu xanh bạc bỗng trở nên lạnh lẽo. Cỗ độc khí hùng hồn trong cơ thể cũng bùng phát lên, chợt ở ngay tại không trung này, biến ảo giống như là một con phượng hoàng lớn vậy. Con phượng hoàng này toàn thân màu đen nhánh, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Con người của phượng hoàng nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, một luồng uy áp kỳ dị từ trên trời giáng xuống. Yêu hoàng thánh tượng, thôn thiên nạp địa. Ngay sau khi quát lạnh, chỉ thấy hắc phượng hoàng hư ảo ngay sau Phượng Thanh Nhi, giống như là đang sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu, chợt hai đôi cánh thật lớn vung lên, một tia sáng đen nhánh khổng lồ chừng 10 trượng xuất hiện. Mang theo một lực lượng cực kỳ khủng bố giống như vẫn thạch, mạnh mẽ công kích Tiêu Viêm. Có thể bức Phượng Thanh Nhi phải dùng đến bí kỹ của tộc thì Tiêu Viêm này cũng không phải là hạng tầm thường a. Phong Tôn giả hai mắt hiếp lại, một tia ý lạnh xẹt qua. Chết tiệt, nữ nhân này như thế nào lại là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng? Cảm thụ được vài giọt huyết dịch màu hồng đậm ở trong bình ngọc tại nạp giới dao động, Tiêu Viêm không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Không nghĩ tới sau khi gặp lại tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, ngay cả vài giọt huyết dịch đã trải qua tinh luyện mà vẫn xuất hiện dị biến. Nhìn hào quang quỷ dị kia tiếp tục đánh tới, Tiêu Viêm nhướng mày, hắn có thể cảm giác được hào quang này có ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nếu như mà bị nó đánh trúng chỉ sợ với thực lực hiện nay của hắn, kết quả ít nhất cũng là bị trọng thương. Tiêu Viêm, không thể tránh thánh tượng lực được, chưa lấy mạng ngươi, nó sẽ luôn theo sát ngươi. Phượng Thanh Nhi nhìn Tiêu Viêm không ngừng né tránh, trên mặt xuất hiện chút cười cợt, cười lạnh nói, cứ trốn như vậy cũng không phải là biện pháp, thì triển cái thánh tượng lực này rõ ràng là rất hao tổn đấu khí. Xem bộ dáng của Phượng Thanh Nhi, rõ ràng là chỉ có thể thi triển một lần, nhưng mà lúc này nàng đang khôi phục đấu khí. Nếu lúc này lại tiếp tục thi triển một đạo thánh tượng lực, chỉ sợ hơi khó giải quyết. Hàn quang trong con ngươi đen nhánh chớp động, tay trái Tiêu Viêm nắm chặt lại, ngọn lửa màu xanh chợt hiện ra, chợt phân thành ngọn lửa màu xanh cùng với ngọn lửa vô hình. Mi tâm chớp động một chút, ngọn lửa màu trắng cũng đã hiện ra. Ba loại dị hỏa trực tiếp ở trên tay Tiêu Viêm thiêu đốt, độ ấm khủng bố này làm cho khu vực chung quanh trở nên nóng hơn. Thậm chí là tầng mây đen trên trời cũng vì vậy mà tiêu tán đi không ít. Dị hỏa, ba loại. Ngay khoảng khắc ba loại dị hỏa xuất hiện, bốn người từ Lôi Tôn giả, Phong Tôn giả, Kiếm Tôn giả cùng với Hoàng Tuyền Tôn giả, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Bọn họ tuy đã từng gặp qua dị hỏa nhưng chưa bao giờ gặp qua người một mình mang ba loại dị hỏa. Cái này, chẳng lẽ là phần quyết kia? Cái lão ngu ngốc đó chẳng lẽ cả công pháp này cũng truyền cho Tiêu Viêm? Phong Tôn giả mắt nhìn ba loại dị hỏa trên tay Tiêu Viêm, đột nhiên nhớ tới gì đó, trong lòng thất thanh, miệng lẩm bẩm nói. Tam sắc hỏa liên vừa mới xuất hiện, mảnh không gian này nhất thời như là một mặt hồ nước lớn đang tĩnh bị một khối đá lớn động vào, từng đạo gợn sóng không gian không ngừng khuếch tán mà ra, thậm chí cả năng lượng thiên địa cũng trở nên cuồng bạo. Một màn này đúng là cảnh tượng hỏa diễm xuất hiện, thiên địa cuồng loạn, dưới cơn phật nộ quỷ mị vô tồn. Theo tiếng cười to của Tiêu Viêm vang vọng khắp chân trời, cái tam sắc hỏa liên to bằng cái bồn nước trong bàn tay cũng mạnh mẽ hóa thành một luồng hỏa mang, nhắm tới Phượng Thanh Nhi trên bầu trời mà lướt đi. Hỏa liên lướt qua, không gian chấn động kịch liệt làm xuất hiện một khe nứt không gian đen nhánh lướt theo luồng hỏa mang đó, giống như một loại mực nước được hắt vẫy vào phía chân trời hư vô. Cái loại bóng ánh màu đen thâm thúy này làm cho linh hồn người khác có cảm giác kinh hãi. Sóng lửa phô thiên cái địa kia, vào giờ khắc này giống như là che đậy cả thiên địa. Trong tầng tầng mây đen ở trên Phong Lôi Sơn mạch lóe lên vài tia lôi điện, mây đen lúc này giống như là chuột gặp mèo, dưới sự thổi quét của ba loại dị hỏa, nhanh chóng đau thương chạy trốn tiêu tán. Véo, vào lúc Tiêu Viêm tiến tới bóng ảnh xinh đẹp kia, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ cười lạnh, thân hình vẫn mạnh mẽ phóng tới trước, chợt giống như đạn pháo liền hung hăng đụng vào phía trên bóng ảnh xinh đẹp kia. Lực đạo mạnh mẽ của lần va chạm này trực tiếp làm cho bóng hình xinh đẹp kia truyền ra một tiếng rên, mà thân thể mềm mại này cũng mạnh mẽ rớt xuống đất, nện thật mạnh lên sàn đấu. Lực lượng cường hãn làm cho sàn đấu nứt ra lan tràn thành những cái khe. Nhìn Phượng Thanh Nhi bị thương rơi xuống sàn đấu, nhất thời chung quanh sân rộng vang lên từng tiếng động xôn xao kinh hãi. Người thua, mạnh mẽ áp chế luồng khí đen trên người của Phượng Thanh Nhi xuống, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Nhưng những lời này hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên hắn biến sắc đi, chỉ thấy cái nạp dưới trên ngón tay hơi run lên, xem ra phải nhanh chóng giải quyết cái giọt máu này. Đi thôi, Phong Tôn giả khẽ vẫy tay, thân hình vừa động thì đã lên lưng của cự ưng, sau đó Mộ Thanh Loan cũng theo sát sau, Tiêu Viêm ở đó cũng vẫy tay đối với Lâm Diễm ở xa xa, sau đó hai người cũng bay vút lên cự ưng. Giờ phút này, Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng ở trên lưng cự ưng bỗng mở mắt ra, sau khi không còn nhìn thấy của Sơn Mạch Phong Lôi kia nữa thì cũng bớt căng thẳng hơn. Rồi lập tức sắc mặt liền tái nhợt đi, một ngụm máu tươi liền phun ra, đột nhiên hắn chặt răng, ngọn hỏa diễm trên bàn tay cũng bỗng nhiên bừng cháy lên, ngọn lửa màu xanh biếc hừng hực thiêu đốt làm cho sức nóng tỏa ra chung quanh, nhiệt độ của cuồng phong cũng bởi vậy mà trở nên nóng hơn rất nhiều. Nhưng điều này cũng không làm cho ai chú ý cả, ánh mắt đám người Phong Tôn giả đều đang nhìn chằm chằm ba giọt máu xanh hồng đang xoay tròn trong ngọn lửa kia. Quả nhiên là cổ hoàng huyết tinh, hơn nữa màu sắc còn nồng đậm thế này, xem ra cũng phải được tinh luyện từ một cao thủ cấp bậc đấu tôn từ Thiên Yêu hoàng tộc mà có được. Nhìn hai giọt máu kia, sắc mặt của Mộ Thanh Loan cũng hơi đổi kinh hãi nói, chết tiệt, tận lực áp chế sự bạo động trong thân thể, Tiêu Viêm cũng là thầm mắng một tiếng. Nguyên bản hắn từ cỗ thi thể ma thú kia tinh luyện ra được 5 giọt máu xanh hồng, trong lần luyện đan tại nội viên lần trước thì đã sử dụng 1 giọt, cho nên còn dư 4 giọt, lúc nãy đã bị bức ra 3 giọt. Hay nói cách khác là giờ còn có một giọt máu xanh hồng ở trong cơ thể hắn. Mà nguyên nhân làm cho cơ thể của hắn hiện tại bát nháo hỗn loạn lên cũng chính là do giọt máu xanh hồng chết tiệt này. Ta cũng không tin ta có thể tinh luyện ra ngươi mà còn không thu thập ngươi được. Khi làn xương đã bao phủ toàn bộ thì bi ai của Tiêu Viêm cũng hiện lên. Thân thể của hắn đúng là đã không còn hấp thu được nữa. Nhưng làn xương màu xanh hồng này vẫn không ngừng tiến nhập vào trong thân thể của hắn. Theo sự tiến vào không ngừng của làn xương màu hồng thì thân thể của Tiêu Viêm cuối cùng đã xuất hiện cảm giác đau đớn. Nhận thấy được tế bào trong cơ thể của mình càng lúc càng trướng lên thì Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, con bà nó, lần này đùa dai rồi. Thân thể của Tiêu Viêm rõ ràng là không hấp thu được nhiều cổ hoàng huyết tinh như vậy, nếu cứ tiếp tục thì sẽ nổ tan xác à. Sắc mặt của Phong Tôn giả hơi đổi, bước lên ngay bên cạnh Tiêu Viêm phình phịch. Lại qua một đoạn thời gian nữa, thân thể của Tiêu Viêm hình như đã bành trướng đến cực hạn, một ít da thịt trên cánh tay đã nổ tung ra, máu tươi tràn ra trực tiếp thấm nhuộm cả người hắn. Nhìn thấy tình hình như vậy, Phong Tôn giả rốt cuộc nhịn không được, hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi nâng lên, một cỗ năng lượng của trời đất trong chớp mắt đã ngưng tụ lại, hắn muốn dùng phương pháp trực tiếp nhất bức cổ hoàng huyết tinh trong cơ thể của Tiêu Viêm ra. Ngay lúc này, thì hai đôi mắt đang nhắm mở của Tiêu Viêm cũng từ từ mở ra, sau đó nhìn thấy ba người Phong Tôn giả ở trước người cũng cười khổ một tiếng nói, xin lỗi, ta cũng không ngờ lại biến thành như vậy. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ một hồi, phát hiện thấy Tiêu Viêm vẫn không có gì không ổn thì Phong Tôn giả cũng khẽ thở nhẹ một hơi. Rồi đột nhiên ánh mắt trở nên sáng quắc hơn, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chậm rãi nói, tiểu tử, xem ra ngươi đã không có việc gì rồi, như vậy hiện tại có thể cho ta biết lão sư của ngươi giờ đang ở đâu chứ? Nghe thấy lời này của Phong Tôn giả, nắm tay của Tiêu Viêm đột nhiên siết chặt lại, lão sư năm đó đích thật là bị Hàn Phong làm hại, gào. Lời này của Tiêu Viêm vừa ra thì sắc mặt của Phong Tôn giả lập tức âm hàn lại, một cổ sát ý lành lạnh từ trong cơ thể dữ dội tuôn ra, làm cho nhiệt độ của vùng trời này cũng hạ thấp đi rất nhiều. Tên xuất sinh này, Dược Trần đã đưa hắn từ một tên hài nhi bị vứt bỏ nuôi đến trưởng thành, hơn nữa còn truyền cho hắn một thân bổn sự, hắn lại dám giết thần sao? Nghiệt xúc, lương tâm rõ ràng đã bị chó ăn mà, lúc trước lão phu nên dùng một tay mà trục chết tên xuất sinh này. Tiêu Viêm lắc đầu, rồi cong ngón tay lại búng ra, một bình trong xuất hiện từ nạp giới. Ngón tay lướt qua miệng bình một chút thì lập tức có một đạo linh hồn thể hư ảo từ trong bình lập tức tháo chạy ra. Tiêu Viêm, đến cùng thì ngươi muốn như thế nào mới buông tha cho ta? Linh hồn của Hàn Phong vừa từ trong bình thoát ra thì liền hồn hển quát lên, nhưng mà âm thanh của hắn còn chưa dứt thì đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước. Hàn Phong, Phong Tôn giả dùng ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua linh hồn Hàn Phong trước mặt, chỉ là hai chữ thôi nhưng sát khí ẩn chứa bên trong vô cùng từ trong kẽ răng truyền ra. Phong Tôn giả, ánh mắt ngơ ngác của Hàn Phong ngơ ngác nhìn Phong Tôn giả trước mặt, sau đó lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng quay đầu chạy thục mạng. Ánh mắt Phong Tôn giả băng hàn nhìn hắn, lấy tay thành trưởng chộp tới Hàn Phong. Một cổ hấp lực kinh khủng hút hắn trở về, sau đó chuyển thành chảo nắm ngay cổ của hắn. Mà ngay giờ khắc này, khuôn mặt già nua thiện lương hiền từ hàng ngày lại trở nên vô cùng dị thường đáng sợ. Xuất sinh, ngươi lại dám ra tay với lão sư của ngươi. Nếu như không phải có Dược Trần thì ngươi đã sớm bị chó hoang nuốt sống. Đồ heo chó không bằng nghiệt xúc như ngươi. Nhìn ánh mắt âm hàn đầy sát khí của Phong Tôn giả, Hàn Phong sợ rồi. Đối với Phong Tôn giả, hắn vẫn luôn có một sự sợ hãi trong lòng. Hắn vội vàng kêu lên, đừng giết ta. Mọi chuyện cũng không có liên quan đến ta, ta cũng chỉ bị mấy tên hồn điện kia bức mà thôi. Hồn điện, nghe thấy cái tên nào, sắc mặt của Phong Tôn giả cũng hơi đổi. Phong lão, cái mà hồn điện cần đúng là lực lượng linh hồn của lão sư, mà lão sư giờ đã nằm trong tay bọn họ rồi. Âm thanh Tiêu Viêm trầm thấp nói,
quả nhiên có quan hệ với bọn Vương bát đản này. Phong tôn giả nghiến răng lợi nói, những năm này hắn cũng đã điều tra không ít, cũng đã phát hiện ra một vài sự việc của hồn điện, chỉ là không ngờ năm đó người xuống tay với Dược Trần lại thật sự là mấy tên gia hỏa âm hồn bất tán này. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.